Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về một ngôi nhà được cấp hai tên và đội một chiếc mũ rất là vui nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thế nào. Bây giờ mình sẽ lấy một vài cây tóc. Same, I'm all set.